Vâng, xin kính chào tất cả quý bà con và các nhà đầu tư. Mình là cộng tác viên của người Tây Nguyên nhé. Hôm nay mình xin gửi tới quý bà con, các nhà đầu tư một lô đất. Đó. Đây, lô đất chúng ta đây. Lô đất chúng ta đây. Lô đất chúng ta là có vị trí là thuộc xã Ea Đờ Reng, huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai nhé. Theo hướng tay mình chỉ đây. Theo hướng tay mình chỉ đây. Từ đây lên tới ủy ban nhân dân xã Ea Đờ Reng là vào khoảng 500m nhé. Trường cấp 1, cấp 2 rồi trạm y tế, nhà thờ công giáo cách 500m. Ở đây, đây lô đất chúng ta. Lô đất chúng ta gồm mặt tiền đường là 10m nhé. Đó. Đây. Có một con đường đi vào đây nhưng mà con đường dân sinh tự mở thôi nhé. Đó. Không hiển thị trên sổ bìa đỏ. Trên lô đất của chúng ta là có một ngôi nhà cấp 4. Đó, gia chủ xây cũng rất chắc chắn. Đó, xây để kinh doanh. Đó. Nhắc lại nha, trên lô đất theo mặt tiền đường đây thì lô đất của chúng ta là vào khoảng trên sổ bìa đỏ là 10m. Đó. Đây, chúng ta vào xem ngôi nhà nhé. Ngôi nhà chúng ta có một phòng khách đây. Rất rộng rãi. Đây, đây một phòng nồi là gia chủ xây để xưa kinh doanh quán nét, mà giờ do làm ăn cũng thất bại nên muốn thay đổi, muốn chuyển đổi. Đây, đây trong này một phòng ngủ nhá. Trong nhà một phòng ngủ ạ. Đây, đây một phòng nấu ăn, phòng bếp. Đây, đây là khu sau vườn của chúng ta. Và chiều sâu của lô đất của chúng ta là vào, như gia chủ chia sẻ là 35m nhé. Chiều sâu là 35m. Đất chúng ta thì có tí này là gia chủ cũng đang trồng cỏ để nuôi chăn nuôi dê. Đó. Đất của chúng ta là có đây, bên này là đường dân sinh tự mở đi vào đấy. Đằng sau cũng có đường luôn. Đó. Đất phù hợp cho một đôi vợ chồng trẻ nào muốn ra ở riêng. Đấy, rất phù hợp. Nhà chỉ sơn sửa chút nữa là ở được. Và cái giá của gia chủ muốn đưa ra là 420 triệu nhá. Có thương lượng nhẹ cho bà con, bao sổ sách sang tên cho bà con. Đó. 420 triệu nhá. Đấy. Giếng nước đầy đủ. À, từ lô đất của chúng ta mà đi ra tới trục đường liên huyện là khoảng hơn 1 cây số. Ra tới đường quốc lộ 14 là khoảng 3 cây số nha bà con. Từ đây về tới trung tâm của huyện là vào khoảng 6 cây số thôi. Đấy, con đường của chúng ta đường liên thôn. Rất chỗ dân cư rất đông đúc nhá. Vậy thôi, xin chào tất cả bà con nhá.